Xin chào tất cả các bạn, rất là vui khi mà ngày hôm nay mình lại có một bài học mới để chia sẻ với các bạn. Và trong bài học này thì chúng ta sẽ cùng với nhau học về cách hỏi và trả lời về thời gian. Trong tiếng Đức thì cách nói về thời gian thì chúng ta có chia thành hai cách, đó là formal và informal. Also, formal Uhrzeit, đó là cách nói theo cái kiểu hình thức. Còn informal Uhrzeit, hãy nói theo kiểu dân dã. Và các bạn hãy thử so sánh một chút với tiếng Việt nhé. Ví dụ như là tiếng Việt chúng ta có nói là 5 giờ 30 phút, đúng không? Thì đó gọi là formal Uhrzeit, cách nói hình thức. Còn informal Uhrzeit, tiếng Việt chúng ta có là 5 rưỡi hoặc là 5 giờ 45 phút. Thì chúng ta có thể nói là 6 giờ kém 15. Richtig. Ok, thì tiếng Đức chúng ta cũng tương tự như vậy. Trước tiên thì chúng ta hãy bắt đầu với cả formal Uhrzeit. Với formal Uhrzeit thì chúng ta cách viết thì chúng ta viết theo hình thức như thế này. Đó là giờ, hai chấm, phút, Uhr. Yeah. Ví dụ như ở đây chúng ta có là 10 giờ 4 phút. Thì trong tiếng Đức chúng ta sẽ nói là 10 Uhr 4. Ok. Mặc dù khi viết thì chữ Uhr đứng ở đằng sau, nhưng mà khi mà nói thì chúng ta sẽ đưa chữ Uhr lên thay vào vị trí của dấu hai chấm. 10 Uhr 4. Ok. Cái hình thức formal Uhrzeit thì nó rất là đơn giản. Các bạn nhìn thấy những số như nào thì bạn đọc như vậy thôi. Ok. Ví dụ nữa nhá. 15 giờ 10. Chúng ta sẽ nói là 15 Uhr 10. Và các bạn lưu ý ở đây đó là mặc dù chúng ta có số 1 là 1, thế nhưng mà khi mà đi cùng với cả Uhr để chỉ thời gian là 1 giờ thì chúng ta chỉ nói là 1 Uhr nhá, ohne S, không có S. Còn đối với informal Uhrzeit thì chúng ta cần phải lưu ý nhiều hơn một chút. Thứ nhất đó là ở informal Uhrzeit thì chúng ta chỉ sử dụng những số từ 1 đến 12. 1 bis 12. Ok? Và ở đây thì các bạn cần lưu ý 4 từ sau đây. Đó là vor, trước, nach, sau, halb, một nửa. Also, đây có nghĩa là một nửa của 60 phút thì có nghĩa là 30 phút. Und viertel có nghĩa là một phần tư. Một phần tư của 60 phút là 15 phút. Mặc dù có thể là lúc đầu các bạn sẽ thấy là ồ, phức tạp quá, sao lại có nhiều cái hình thức như thế kia, thế nhưng mà thực sự là nó không phức tạp như các bạn nghĩ đâu. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào những cái ví dụ cụ thể nhé. Từ phút thứ 1 đến phút thứ 30 thì chúng ta sẽ nói bằng cách đề cập tới số phút, sau đó là thêm chữ nach và đề cập tới số giờ. Ví dụ ở đây mình có là 13 giờ 1 phút thì chúng ta sẽ nói là 1 nach 1. Ok, nó là 1 phút sau 1 giờ. Các bạn lưu ý ở đây là không là 1 nach 13. Ok, nó là lại là formal Uhrzeit. Còn với informal Uhrzeit thì chúng ta chỉ sử dụng từ số từ 1 đến 12 mà thôi. Ok, 13 giờ 4 phút chúng ta sẽ nói là như thế nào? 4 nach 1, tức là 4 phút sau 1 giờ. 13 giờ 5 phút 5 nach 1. 13 giờ 15 Viertel nach 1. Viertel ở đây có nghĩa là 1 phần 4. 1 phần 4 của 1 giờ các bạn có thể hiểu là 15 phút. Ở đây có nghĩa là 15 phút sau 1 giờ.
Dưới phút thứ 5 thì có thể nói là kurz nach. Ví dụ 13 giờ 3 phút kurz nach 1. Tức là sau một giờ một chút. Ok, kurz nach. Còn đối với một nửa giờ còn lại thì chúng ta lại sử dụng giới từ là vor. Cụ thể là 12:59 thì chúng ta sẽ nói là 1:01, có nghĩa là 1 phút trước 1 giờ. Ok? Tức là 1 phút nữa thì sẽ đến 1 giờ, thì nó có như vậy. Đối với 12:57 thì chúng ta sẽ nói là 3:01, có nghĩa là 3 phút trước 1 giờ. À rồi, 3 phút nữa thì sẽ đến 1 giờ. Hay là chúng ta có thể nói là kurz vor eins, có nghĩa là trước 1 giờ một chút. 12:55, 5:01, 5 phút trước 1 giờ. 12:45 thì chúng ta sẽ nói là 1:15, tức là 15 phút trước 1 giờ. Ok, 1:15. Vậy là 1/4, có nghĩa là 15 phút. 12:40 thì chúng ta sẽ nói là 20:01, nghĩa là 20 phút trước 1 giờ. Còn đối với rưỡi đến ví dụ là 1:30, 2:30 thì chúng ta sẽ nói như sau. Ví dụ là 3:30 chẳng hạn, chúng ta sẽ nói là 3:30, có nghĩa là 30 phút nữa thì sẽ đến 4 giờ. Tức là các bạn nói chữ half và cộng cái giờ tiếp theo. Ví dụ như là 7:30 chẳng hạn, thì chúng ta nói là 7:30 nhá, 30 phút thì sẽ đến 8 giờ. Nó có nghĩa là như vậy. Half là một nửa, có nghĩa là 30 phút. Ok. Từ phút thứ 20 đến phút thứ 40 thì chúng ta sẽ có những cái cách diễn đạt như sau. Đó là ví dụ 11:20 thì chúng ta sẽ nói là 10:45. Yeah? À rồi, có nghĩa là 10 phút trước 11:30. 11:30 có nghĩa là 11:30. Tức là 10 phút trước 11:30. Ok. 11:25. 5:30. Có nghĩa là 5 phút trước 11:30. 11:27, kurz vor 11:30, tức là trước 11:30 một chút. 11:30, 11:30. 11:32, kurz nach 11:30, sau 11:30 một chút. 11:35, 5:30, là 5 phút sau 11:30. 11:40, 10:30, có nghĩa là 10 phút sau 11:30. Để đặt câu hỏi về giờ thì chúng ta sẽ có thể hỏi như sau. Thứ nhất là chúng ta hỏi về giờ hiện tại. Ok, aktuelle Uhrzeit, thì chúng ta có thể hỏi là wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Hoặc là wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Trả lời chúng ta nói là es ist Uhr. Es ist 6 Uhr. Es ist 6:30. Các bạn lưu ý ở đây là nếu như mà là informelle Uhrzeit nhá, thì chúng ta không sử dụng chữ Uhr. Chúng ta chỉ sử dụng chữ Uhr ở trong formelle Uhrzeit mà thôi. Còn để hỏi về thời gian như là một cái lịch hẹn, cái termin, thì chúng ta sẽ hỏi như sau. Wie viel Uhr kommst du? Wie viel Uhr
comes to. Um wie viel Uhr kommst du? Bạn đến vào lúc mấy giờ? Ich komme um 8 Uhr. Tôi đến vào lúc 8 giờ. À rồi đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái giới từ đó là vào lúc mấy giờ đó. Ok. Ngoài ra chúng ta cũng có những cái cách hỏi rất là thông dụng khác để hỏi về thời gian hiện tại. Đó là Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Hast du die Uhrzeit? Hast du die Uhrzeit? Wie spät haben wir es jetzt? Wie spät haben wir es jetzt? Các lưu ý là khi mà để nói là thời gian hiện tại, giờ giấc hiện tại thì chúng ta nói là Es ist 7 Uhr, chứ không phải là Es ist 7 Uhr nhá. Còn khi mà nói về thời gian như là một cái lịch hẹn thì chúng ta sẽ nói là Wir treffen uns 8 Uhr nhá. Chúng ta phải thêm cái preposition giới từ trước thời gian. Ok. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.